Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vạn Phật Thánh Thành, tẩy rửa thân tâm. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tại đạo tràng thì rất dễ có cảm ứng. Niệm với một lòng kiên thành, niệm mà không loạn tưởng, niệm đến trình độ niệm Phật tam muội thì gió thổi chẳng lọt, mưa rơi chẳng thấu, mọi nguyện vọng sẽ được mãn túc. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng cung kính, phải chú tâm không có vọng tưởng, nhất định sẽ có cảm ứng. Bất kể chúng ta có vọng tưởng gì, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng biết. Chúng sanh có các loại tâm nào, Quán Thế Âm Bồ Tát đều biết hết, đều thấy hết. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng chí thành, hết mực, ắt có cảm ứng. Không thành tâm sẽ không có cảm ứng. Những người ở Vạn Phật Thành, ai nấy đều phải thanh tịnh thân tâm, không cho sanh khởi tâm vô minh, tâm phiền não. Không được tức giận, lúc nào cũng phải giữ một thái độ hòa nhã, hướng tới lòng từ bi. Không đối xử thô lỗ với bất cứ ai, không xen vào bất cứ một chuyện gì. Giữ được như vậy mới là thực lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và thực lòng thờ lạy Ngài. Những ai đến Vạn Phật Thành lạy Phật không thể sanh tâm phiền não. Nếu có phiền não thì chẳng những cầu chẳng được phước mà còn thêm khổ não. Dầu trong bất cứ trạng huống nào cũng phải tập nhẫn nhục ba la mật. Vạn Phật Thành là đạo tràng để tẩy rửa thân tâm. Khi có phiền não, đến Vạn Phật Thành thì thân tâm liền được thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì được Ngài Quán Âm gia hộ, khiến cho mọi phiền não của chúng ta đều nhất loạt tan biến. Ai đến Vạn Phật Thành phải học tập theo tinh thần từ bi hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, phải trang bị tư tưởng xả kỷ lợi nhân, cho lòng rộng mở, bao dung mọi sự dù bất như ý. Có duyên mới gặp gỡ nhau, hà tất cãi vã với nhau, chẳng có gì là hay ho cả. Ai như vậy thì cố mà sửa đổi, ai không thì hãy cố gắng. Là nơi tẩy rửa tập khí của chúng sinh. Đến đây rồi, vị nào hút thuốc sẽ không hút thuốc, ai uống rượu sẽ không uống rượu, ai đánh bạc sẽ không đánh bạc, ma túy cũng không, các đồ độc hại đều nhất loạt loại bỏ. Chẳng phải chỉ tại Vạn Phật Thành mới có được như vậy, mà đi tới đâu cũng sẽ giữ giới. Cái đó là do tới Vạn Phật Thành, thân tâm được tẩy rửa tinh khiết, thân được trang kiện, tâm được khang kiện, con người hoàn toàn đổi mới. Khi các tập khí phiền não tiêu trừ, lúc đó mới thực là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mới thực không uổng tâm nguyện nhập thất Quán Âm. Mọi người đều không sanh phiền não là có được vật báu, có câu nói như sau: chẳng sinh phiền não, chẳng tâm nghi, chỉ lo việc ta, chẳng việc người, nhẫn điều không phải, bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh trí huệ sinh, minh tâm chuyện khó không trở ngại, kiến tánh còn đâu gặp u sầu, ưu tư oán hận tâm mờ tối, Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp. Nếu theo được như mấy câu trên, nhất định sẽ đặc biệt có cảm ứng. Ha ha ha,